hả? Ơ, mày quên đây. À, năm quần áo hả? Sao cậu tôi mới đi Hàn về? Đi đâu á? Hàn xẻo á? Nhìn như này mà cậu bảo tớ đi Hàn xẻo à? Tớ đi Hàn Quốc, Korea. Ờ, thế à? Thế cậu có biết nói tiếng Hàn không? À, tớ biết chứ. Thêm ra là cậu cũng chăm chỉ xem phim Hàn đấy. Bạn này, cậu đi Hàn Quốc về cậu có mang quà cho xóm mình không? Tớ thì tớ mang nhiều lắm. Nhưng mà không biết là cậu đã được ăn cá hồi Hàn Quốc chưa? Nó cực kỳ ngon. Đỉnh cao của tinh hoa ẩm thực. Ăn một miếng cá nó mềm, nó đặc cấp. Cậu hiểu không? Ồ, nghe cá hồi cũng hấp dẫn đấy. Nhưng mà tớ thì ăn cá chép bông dưa hơn. Đúng là nhà quê. Ồ, tớ nhà quê đây. Ít ra nhá, tớ còn có gà rán để ăn đây này. Cậu có được gà rán ăn không? Gà rán hãng nào đây? À ừ thì hãng cổng trường ấy. Cậu đã ăn bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Vì ở bên Hàn tớ chỉ ăn gà rán của Lotteria thôi. Cái đồ xính ngoại này. Chắc gì đồ Hàn Quốc cậu đã hơn đồ Việt Nam. Chắc chắn luôn, tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc đều hơn Việt Nam. Kể cả cửa hàng tiện lợi. Ở Việt Nam cũng có cửa hàng tiện lợi nhá, đầy đủ mọi thứ luôn. Thế thì tớ với cậu cùng so sánh xem cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc hay cửa hàng tiện lợi Việt Nam lắm đồ ăn ngon hơn. Được rồi, đi. Đi. Cậu thấy chưa, cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc to không? Ồ, công nhận là to thật đấy, rất nhiều đồ luôn. Nhưng mà cậu hãy chờ tớ sẽ dẫn cậu đi xem cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam như thế nào nha. Thật á hả? Ừ. Anh hãy cùng mình vào xem cửa hàng tiện lợi Việt Nam nhá, đi vào không? Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ review từng món đồ ăn cho các bạn xem nha. Bim bim hành ở Việt Nam thì mình ăn nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết ở Hàn Quốc cũng có cả bim bim hành nha. Mà một gói siêu to luôn, là còn được đăng được giảm giá chứ. Ôi các bạn ơi, bim bim hành thì làm sao ngon mà bim bim ngô được. Đấy, nhìn trông to này thôi, số lượng chưa chắc là chất lượng đâu. Wow, gói bim bim to hơn cả mặt mình luôn. Cho các bạn xem bên trong nha. Wow, miếng hành tây siêu to luôn các bạn ơi. Mùi hành. Ngon. Ăn nó sẽ kiểu mặn mặn giòn giòn các bạn ạ. À. Với một gói bim bim 30.000 mà được nhiều như thế này thì mình thấy quá là xứng đáng luôn nha. Những miếng hành được cắt rất là đều nhau luôn. Mà được chiên giòn rụm nữa. Siêu ngon. Nhận xét riêng thế thì ai làm sao biết được. Để tớ thử xem nào. Tớ đã bảo cậu ăn là chỉ có khen thôi, ngon nuốt lưỡi. Này, ăn thử miếng đi. Mùi hành ở đây là thơm và nồng hơn là bim bim hành của Việt Nam nha. Xem có ngon như lời đồn không? Ui, miếng bim bim hành này to nó dày như đại luôn cô. Ủa cũng rất là giòn luôn nha. Vừa dày vừa giòn nữa. Nhưng mà mình thấy ăn mà sẽ hơi đắng đắng một gì đó. Mùi rất là thơm nhưng mà ăn còn đắng đắng mà còn vừa nhạt nhạt. Thấy cũng bình thường thôi. Các bạn phải xem bim bim của tớ này. Ui, mùi ngô xốc lên cực kỳ thơm luôn. Thơm. Wow, các bạn ơi, bên trong có bim bim của nó này. Đường bim bim rất to và nhiều lớp luôn. Ui như này mình cảm giác nhiều rất ngô luôn ấy. Mình cắn một miếng ngô kia luôn. Vừa đậm, vừa ngọt, vừa mặn. Tất cả các vị luôn. Vừa thơm chứ. Đúng là vị ngô mình nhất. Này, ăn rất bim bim của mấy khoai tây luôn. Đúng, tớ xin thử miếng nào. Mùi bắp rất là thơm nha. Xem có giòn không? Chắc chắn là có luôn. Nó đậm đà, mặn và kiểu thơm hơn bim bim hành nữa. Đây này, mà được chia thành hẳn 4 lớp siêu đậm vị. Thế vòng này nước nào chiến thắng đây? What? Thôi rồi, mình phải công tâm là chấm Việt Nam vòng này thắng nha. Các bạn biết không, ở Hàn Quốc là nước tiêu thụ mì lớn nhất thế giới. Và đây, không thể thiếu những mì cốc này rồi. Và đây mình có mì cốc phô mai nha. Sau 4 phút đấy các bạn ơi.
Trời ơi, đây như kiểu rằng là sợi, đây là cái mì, đây là sợi mì nhỏ nha. Mình sẽ cho nước sốt này vô. Bột phô mai. Mình sẽ đảo lên. Wow. Chứ ăn gì chứ ăn đã sợ rồi. Đi cố ăn được cay. Nóng hổ luôn. Cay, siêu cay luôn các bạn ạ. Nhưng mà cái sợi mì nó rất là dai. Kiểu chín vừa tới nên nó không hề bị mềm hay bở nha. Nhìn này nó có vẻ giống sợi miến các bạn ạ. Nhưng mà không, cái sợi này nó khác với sợi miến luôn ấy. Ăn nó kiểu như sợi mì ấy, nhưng mà trong trong ăn rất là dai dai được giòn. Vì là có một quả phô mai siêu to các bạn ạ. Nên mình khi mà mình ăn vào thì mình sẽ thấy cái cay, nhưng mà khi mình nuốt xuống ấy thì thấy kiểu béo béo của phô mai, ăn rất là cuốn. Nào ngáo rồi, nhất định phải ăn thử một miếng. Nào để xem mì Hàn Quốc có hơn gì mì Việt Nam không nhá. Nhưng mà chưa kịp ăn mình đã thấy có một cái hơn, cái rất cay hơn mì Việt Nam rồi các bạn ạ. Trời ơi, mình thử mì này nhưng mà được cái là nó sẽ có mùi phô mai. Thơm mì thật lạ luôn. Nó giống như kiểu miến, chứ không phải miến các bạn ạ. Mặc dù mình thấy nó cũng khá là cay đấy, nhưng mà bù lại được thì nó có cái hương vị phô mai cực kỳ thơm, rất là ngon luôn ấy. Nhưng mà càng ăn càng cuốn rồi các bạn. Ăn ghê chưa, đảm bảo ăn đứt mì Việt Nam cậu luôn. Làm sao mà ăn đứt mì Việt Nam cậu. Để tôi chế biến cho cậu xem mì Việt Nam ngon như thế nào nhá. A few moments later. Các bạn ơi, mì của mình đã chín rồi đây. Rồi hãy cùng mình cho nước sốt vào để trộn đều lên nha. Ôi các bạn ơi, cái quả này thơm phức luôn. Đây là mì trộn sốt cà chua mà hồi cấp 2 mình hay ăn ở dưới căng tin. Ôi các bạn ơi, đây là mì xào duy nhất mà lại có vị thịt băm đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy là hồi xưa mình hay ăn, nhưng mà giờ mình thấy như khác đi nhiều so với ngày xưa sao ấy. Không ngon mà cái hồi mình hay ăn nữa. Đâu, giờ ăn thử một miếng thế nào. Ăn thử. Mì này được cái là hộp rất là to luôn các bạn ạ. To như kiểu bát canh luôn đấy. Đó, và được nhiều nữa chứ. Không như kiểu mì Hàn Quốc. Cái vị nó kiểu nó đơn giản. Nó đơn giản với lại nó không kiểu có gì đặc sắc. Nó dầu mỡ quá. Nó rất dầu mỡ luôn. Mì này ăn thì cũng được, nhưng mà nếu mà để mà ăn no thì là mì này là hợp lý đấy các bạn ạ. Thì nó rất là to, rất là nhiều. Rất là nhiều. Ăn sẽ giúp mình no được. Vòng này có biết là ai thắng ở đây đúng không? Ok, vòng này mình sẽ nhận mì của mấy khoai tây sẽ chiến thắng vòng này nha. Yeah, Hàn Quốc chiến thắng. Chờ đấy, món tiếp theo đi. Mì thì có thể thắng được Việt Nam, nhưng bánh mì thì còn phải xem xét đã nha. Bởi vì Việt Nam là cái nôi của bánh mì mà. Công nhận là Việt Nam rất là đa dạng các loại bánh mì luôn nha. Nhưng mà ở Hàn Quốc cũng rất nổi tiếng hamburger. Wow, bên trong chiếc hamburger này các bạn ơi, một miếng thịt xông khói. Wow, chiếc hamburger siêu to luôn. Hamburger gà, thịt xông khói, cái thịt nó mềm mềm, cắt rau củ các bạn ạ. Rồi được băm nhỏ rồi trộn với miếng thịt này nha, nên là ăn sẽ không hề bị ngấy đâu. Wow, xuất sắc quá, vỏ bánh còn mềm mềm nữa. Wow, ăn hamburger thì là nhất định phải có cả những cái nước sốt marinade ạ. Nó tăng thêm hương vị cho chiếc hamburger và kiểu ăn sẽ ngon và ngậy ngậy hơn nữa. Đúng. Uẩn, trông độ ăn ngon đấy. Cho tớ xin nữa nha. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Cũng khá là nhiều nhân đấy chứ. Rất là ngon nha. Đầy đủ các loại bộ topping luôn. Ăn này kiểu thơm thơm ngọt ngọt, là còn dễ ăn nữa. Lại còn có cả sốt mayonnaise trong này. Rất tuyệt vời. Nhưng mà các bạn bình tĩnh, mình vẫn còn món bánh mì kẹp pate chả ruốc này nữa cơ. Đầy ụ luôn. Mình là một người thích ăn với cả sốt nên mình sẽ dưới một ít tương ớt lên nha.
ngon cũng cảnh như hamburger của Hàn Quốc luôn các bạn ơi. Vừa ngon, vừa nhiều topping, còn vừa dài nữa. Ai hề rất là no hơn rồi. Mình ăn thì bánh mì ở trong mình cảm thấy là bánh mì Việt Nam rất chân ái đối với mình các bạn ạ. Ngon hết, tớ sẽ thử siêu một miếng. Vậy. Wow. Siêu nhiều nhân nha. Wow. Có là rút ăn nên là ăn mặn 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 mặn. Vừa có chả, vừa có thịt, vừa có ruốc, vừa có pate luôn. Pate thì kiểu nó béo nữa. Đúng là bánh mì Việt Nam không thể thiếu pate được. Ăn cái pate là bao quyền luôn. Thực ra vòng này mình thấy cả bánh mì, cả hamburger đều ngon. Nên mình nghĩ là vòng này sẽ hòa nha. Đó đồng ý, hoa. Ồ, ăn nãy giờ mình thấy no, hơi ngấy ngấy đấy. Nên mình sẽ tráng miệng bằng nước ép táo nha. Cái dòng nước này rất là nổi tiếng và được ưa chuộng ở bên hàng nha. Vì nó vừa tiện lợi mà giúp bổ sung rất là nhiều vitamin nữa. Ở đây nha, đã chuẩn bị sẵn cho mình cả ống hút rồi các bạn ơi. Đấy. Ống hút ở mặt sau nha. Có nước táo tươi kiểu nguyên chất luôn ý. Họ ngọt chua chua, cực dễ uống luôn. Trời ơi, uống miếng nước nó đã gì đâu ấy các bạn ạ. Nhưng mình ăn một quả táo bóp thẳng vào mồm bạn. Ủa nó lại sống lại đấy. Hay cậu cho tớ thử một đi. Đây. Ngon không? Rất là ngọt và mát luôn. Đây nước táo à. Mỗi tội mình này, mình này, trừ điểm nha. Bởi vì nước ngon rồi. Uống nước bé tí này. Hôm nay tớ sẽ cho cậu thử xem sữa chua uống nhưng mà lại là vị bánh quy. Kỳ ngon luôn. Lần đầu tiên mình uống loại này luôn. Công nhận là uống độc lạ thật mà nó còn ngon nữa cơ. Thử thì nước này cho tớ này đi. Cậu mà xin nước của tớ thì chứng tỏ là vào này nước của tớ ngon hơn nước của cậu rồi. Thôi thì cũng đúng, mình công nhận các bạn ạ. Công nhận nước này uống ngon thật. Ngoài mì ra thì ở Hàn Quốc tteokbokki cũng cực kỳ nổi tiếng nha các bạn. Đây là loại tteokbokki mà chúng ta chỉ có thể mua ở cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc thôi nha. Ngày hôm nay mình sẽ ăn thử. Trời ơi, cái nước sốt kìa nó đậm đà luôn các bạn ơi. Ui ôi, nhìn thôi tớ đã thấy cay lắm rồi ấy. Cay là đúng rồi, vì là hot spicy. Mà tteokbokki phải ăn cay mới ngon nha. Cái sốt này cay quá luôn các bạn ơi. Nhưng mà đổi lại là tteokbokki rất dẻo và thơm nha. Tteokbokki mà cay đây thì sốt này gần như cay như sốt samyang các bạn ạ. Siêu cay luôn. Nhưng mà nó thơm lắm luôn ấy. Nhắn đi cậu phải thử một miếng vì nó rất là ngon. Thôi thôi cay lắm, tớ không ăn đâu. Thôi bây giờ này cậu ngồi ở đây. Cậu phải thử một miếng đi. Một miếng rồi. Thôi rồi, mấy quay tây mời mình quá nhiệt tình luôn. Nên là mình sẽ ăn thử một miếng cho mấy quay tây vui nha. Không biết nên review gì. Chỉ cần cay thôi là mình đã thấy là mình không có hứng để ăn những món như này rồi. Ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều bánh gạo, nhưng có một loại bánh được làm từ gạo và rất ngon luôn, đó chính là cơm cháy, hay cái này còn được gọi là cơm chiên mắm các bạn ơi. Ngon nha. Ngon không? Người cái này ăn rất dễ ăn đấy các bạn. Vừa ngon vừa ngọt, vừa ngon vừa thơm. Và ngoài theo công tâm của tớ sẽ thấy món tớ ngon hơn. Nhưng mà dù sao thì đối với cậu, bánh gạo ngon hơn thì ok. Đúng rồi. Và mày hòa. Đúng. Để hòa là hợp lý. Bọn mình đã vừa trải nghiệm xong đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc và Việt Nam. Mình thì mình rất ấn tượng về cửa hàng tiện lợi Việt Nam. Đồ ăn rất đa dạng, giá lại còn rẻ. Còn Hàn Quốc thì có vẻ là hơi mắc thôi, nhưng mà giá tiền đi đôi với chất lượng nha các bạn. Không các bạn gì đâu. Các bạn thích đồ ăn nào thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ video mới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Chào tạm biệt và hẹn